Ngoại ơi ngoại, chú Hữu tới chơi, còn cho con bịch trái cây nữa. Dạ con chào bà. Chào chú. Nước đi đâu vậy con? Dạ nước ở đây nè chú. Chú để ở đây giùm con. Vì ơi sẵn lấy cái ghế mời chú ngồi đi con. À dạ thôi khỏi, con ngồi đây được rồi. Ngoại ơi ngoại, con đi gọi trái cây cho ngoại nha ngoại. Chú uống miếng nước. Dạ. Chú tới chơi là được rồi, còn bày đặt mua trái cây làm chi cho tốn tiền. Dạ không có gì đâu bà, bà cứ cảm ơn hoài á, con ngại. Chú tốt thiệt á, bữa trước á đưa cháu về rồi còn mua thuốc cho nó nữa, bữa nay à lại mua trái cây nữa. Có đáng gì đâu bà, bà đừng có cảm ơn con nhiều làm con ngại. À nhà mình chỉ có hai bà cháu thôi sao? Bà mẹ bé Vi đâu? Không biết, tôi cũng không biết ba mẹ nó. Hồi đó tôi đi lượm ve chai rồi tôi nhặt nó trong bãi rác á. Lúc đó nó còn đỏ hỏn à, quấn trong cái tã, khóc qua qua thấy thương lắm. Ai mà lại nhẫn tâm bỏ rơi con cái của mình đứt ruột đẻ ra. Ừ, chắc là cái số của nó khổ. Mà được một cái á là nó ngoan lắm chú. Lúc mà tôi ẵm nó về á hả, nó im thinh thích hả, làm như là nó biết cái số phận của nó vậy á. Vì nó thương tôi lắm. Tôi đau tôi nằm cả năm nay rồi mà có mình nó chăm tôi à. Tôi thì già rồi, ông trời ông kêu lúc nào thì tôi đi lúc đó. Chỉ tội cho con bé Vi, sau này rồi không biết nó nương tựa vào đâu đây. Rồi nè ngoại, con lên đi ngồi đi con. Con mời ngoại, con mời chú ăn trái cây. Chú ăn đi chú. Dạ. Nè, chú mời con nha. Dạ con cảm ơn chú. Dạ con mời bà. Cảm ơn chú. Ngon quá ngoại, ngoại ăn đi ngoại. Con ăn đi. Mình cứ siêng năng đi chùa lễ lộc á, trời thương chị. Giống như nhà bà Lan á, ở chợ đầu mối đó. Con dâu bà 40 tuổi mà đâu có con đâu. Vậy chứ mà năm rồi sinh được đó. Hai thằng con trai kháo khỉnh lắm luôn. Vậy hả chị? À, chà, thiệt là có phúc đức mà. Giờ á, tôi chỉ mong cho cái thằng Tài nhà tôi nó chịu lấy vợ. Chị coi đó, đã hơn 40 tuổi rồi, nhà thì hiếm con hiếm cháu. Trời ơi, mỗi lần mà tôi nghĩ tới thằng Tài là tôi rầu ghê luôn vậy đó. Nói mới nhớ nha, gần nhà tôi có con bé đi du học mới về, xinh xắn hiền lành lắm. Để tôi làm mai cho nha. Chà, vậy mà lâu nay bà cứ giấu tôi hoài. Bà làm mai cho thằng Tài nhà tôi đi. Nếu bà thành công á, tôi không quên ơn bà đâu. Thôi được rồi. Nè mời chị. Cứ để tôi tự nhiên. Dạ. Thưa bà nội, thưa bà, con mới đi học về. Chào con, mới đi học về hả con? Chà, hôm nay lớn nhìn hiền hậu ra dáng con trai dữ ha. Bà thiệt là có phước ha. Hai đứa cháu trai đứa nào cũng ngoan ngoãn học giỏi hết. Tôi ngưỡng mộ bà hết sức luôn đó nghe. Vậy thôi con xin phép con lên lầu. Ăn đi chị. Cảm ơn chị. Anh nè, không lẽ tụi mình cứ như vậy mãi hả? Đi ra đi vô khách sạn hoài. Vậy chị em muốn sao? Tới nhà anh luôn hả? Dạ không có. Dù sao anh cũng là giám đốc, cứ đi ra đi vô như vậy, lỡ có ai thấy được á, thì không có hay. Anh à, hay là anh mua nhà cho em nha. Nha anh. Mà anh nè, anh cứ đi suốt như vậy, chị có nghi ngờ gì không? Nè, đừng bao giờ nhắc vợ anh trước mặt anh nghe chưa.
Em chỉ biết vị trí của em hiện giờ là được rồi. Dạ em biết rồi. Trời ơi, trứng chiên rồi cá kho nữa hả? Ăn cá kho hoài làm sao giọng ca của mình phát triển được? Ủa cậu hai, vậy á ăn cá kho là không ca được hả? Chứ sao. Ủa cậu hai, vậy ăn gì mới ca được? Đại loại như thịt gà nè, thịt bò cô bê đồ đó. Theo bà thấy á, cậu hai của tụi con ăn gì cũng ca không hay hết trơn á. Đâu cũng đỡ đỡ chứ, chú nói quá. Sài Gòn cái gì nó cũng đắt đỏ, đâu có như ở dưới quê muốn ăn cái gì là ăn đâu. Trời, anh giỡn chút xíu mà. Em sẽ khó tính. Vậy bây giờ mình về quê đi. Ơ, à, không được đâu. Đi về quê chán lắm á, không có gì để chơi hết. Với lại khi mà em về quê lên á, mấy bạn kêu em là đồ nhà quê. Có sao đâu, mình là nhà quê thì kệ. Nhưng mà ở dưới quê á, có nhiều trò chơi vui với lại nhiều đồ ăn ngon nữa. Lâu lâu mới được về dưới mà làm như rành lắm á. Thôi, hai đứa không cần phải cãi nhau nữa. Cuối tuần này á, cậu hai sẽ đưa cả ba đứa về dưới quê chơi. Có chịu không? Thì ông ba, con không muốn về quê ở đâu á nha. Trời ơi, ba có nói là tụi con về dưới ở luôn đâu. Tại vì cuối tuần này á, nhà của cậu ba có tiệc làm thôi nôi của đứa nhỏ, nên mới nhờ cậu hai dẫn mấy tụi con về chơi nè. Ủa rồi sao? Hai đứa em không về hả? Về rồi lên nhanh á thì cũng phải mất một ngày. Mà bây giờ hàng họ nhiều quá, tụi em còn phải giao gấp nữa. Cho nên anh đưa ba đứa nhỏ về quê chơi đi nha. Thích lắm á mẹ. Ở dưới quê có biết bao nhiêu là đồ ăn ngon. Xong rồi buổi tối á, đi theo mấy anh để soi ếch. Thích lắm á mẹ. Ba, không máy á, ba cho tụi con chơi đến thứ ba rồi về nha. Ủa, tụi con không phải đi học hả? Dạ. Thứ hai á, với thứ ba tuần sau á, là mấy cô á, với mấy thầy á, đi học nâng cao nên tụi con được nghỉ á. Dạ đúng rồi. Vậy à. Trời ơi, mấy con thì sướng rồi. Được về quê đi chơi, đâu có như ba. Bữa nay hả, phải cắm đầu cắm cổ kiếm tiền cho mấy đứa ăn học nè. Thôi ba đừng có buồn, con về quê con sẽ đem nhiều đồ ăn lên cho ba. Con gái của tôi có hiếu quá ha. Để ba thưởng cho con nha. Cho con dạ, nè. Dạ con cảm ơn ba. Ăn cơm đi con. Chưa nấu cơm xong, ba ẵm em đi. Ba ơi ẵm em đi. Ẵm em đi ba. Ba ơi hôm nay mẹ nấu cá kho cho ba ăn đó. Để con hát cho ba mẹ nghe một bài này nha. Ba sẽ là cánh chim cho con đi thật xa. Mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngừng. Ba mẹ là con là con ba, con của ba rất ngoan. Vì con là con mẹ, con của mẹ rất hiền. Hôm nay về thăm nhà, dừng chân lối quen xưa. Đây vẫn cây cầu đá, kia mây bụi tre già. Sang ngang một con đò, bồng bềnh con hai, nước trôi. Thấy con mang đôi này đẹp không? Đẹp chứ. Cháu của cậu mang đôi nào cũng đẹp. Nhưng mà nó cũ quá à, buồn ghê á. Thôi con đừng có buồn, để về quê lần này lên đi, cậu hai sẽ mua cho con đôi mới. Thiệt hả? Thiệt chứ. Ủa chị hai, đi có hai ngày sao mà chị hai mang nhiều giày vậy? Thì về dưới đi đây đi đó, lỡ dính sình thì chị còn có cái mà thay. Thì dính sình rồi mình cứ mang thôi, có gì đâu. Không biết gì thì im đi. Thôi con. Chị, hay là mang đôi giày trắng này đi. Đôi trắng này hợp với cái đầm hơn á. Thiệt hả? Say mơ một khung trời. Lần này anh hai tha hồ mà gặp mấy anh em Hoàng Huy tâm sự nha.
Ủa vậy chứ sao? Lâu lắm rồi tôi không có về. Ủa nói vậy em không có về luôn hả? Vợ em nó cấm không cho em về hả? Có cấm gì đâu anh ơi. Hàng ngày mai ngày mốt khách hẹn nhiều lắm. Em mà về nữa thì tội nghiệp bả, mình bả sao lo nổi. Ủa mấy cậu cháu chuẩn bị xong hết rồi hả? Xong hết rồi. Tùng đâu rồi? Sao con vô nhà gọi Tùng dậy đi nha. Dạ. Tùng ơi, Tùng. Dậy, dậy, Tùng. Tùng. Ba má ơi, em Tùng sốt rồi. Má vô liền. Đâu, để má coi nè. Con sao rồi? Trời, sao con lại nóng quá vậy anh? Nóng quá. Con lại sốt rồi. Thôi, Tùng nó bệnh vậy rồi sao đi được. Tôi không đi, con không đi đâu. Trời ơi, làm cái gì mà cả nhà cứ rối cả lên vậy? Bây giờ em tính như vậy. Anh cứ đưa hai đứa con gái về quê trước đi. Rồi Tùng ở nhà, còn anh Ninh ra ngoài đầu hẻm mua thuốc hạ sốt cho con nha. Ừ, anh đi liền. Anh Hai với hai cháu về nha. Quỳnh, anh thấy là bây giờ em đang nhiều việc như vậy mà thằng Tùng thì nó lại bệnh. Hay là tụi anh ở nhà luôn nha. Không sao mà, em làm má, được. Vậy con ở nhà với em Tùng nha. Để cho Tùng ở nhà cho mẹ chăm đi. Em ở lại làm rối thêm chứ được gì. Anh Hai à, anh cứ đưa hai đứa nhỏ đi đi. Không sao hết á. Chứ tụi em đã bận không về được. Anh mà cũng không về luôn, coi sao được. Rồi lỡ họ hàng lại trách móc chúng ta nữa thì sao. Coi như là anh đưa hai đứa nhỏ về thay mặt gia đình tụi em chào mọi người nha. Ờ thì em nói vậy thì anh nghe vậy chứ sao vậy. Thôi ra ngoài đi con. Mọi người đi vui nha. Vui quá à má. Qua đây với con đi má. Con coi chừng té đó. Rồi má đón con đây nha. Dạ. Nhặt tuột xuống nha. Yeah. Rồi má sẽ bắt được con nè. Tưởng má bắt không được hả? Thôi chơi tiếp đi má. Lần này con sẽ chạy nhanh hơn. Cũng được. Nhưng mà bây giờ cho má nghỉ mệt chút xíu đi, má mệt quá à. Vậy thôi má ngồi nghỉ đi. Con trai của má, con cứ mãi bé bỏng như vậy hoài nha. Con mà bé bỏng hoài, má, con đâu phải là con bé tí hon đâu. Nhưng mà đối với má, lúc nào con của má cũng bé bỏng hết nhỏ xíu hà. Thôi con không chịu đâu. Con muốn là con lớn thì là lớn. Con chở má đi khắp khu này luôn á, đâu phải chơi hoài công viên này đâu. Bộ con không thích cùng má tới đây nữa hả? Con thích chứ, nhưng mà mình cứ chơi ở đây hoài á, hai má con mình chán lắm. Con muốn như nhà của bạn Phúc à. Ba bạn đó dẫn bạn đó đi biển, đi chơi, đi hay dìu đó má. Tại vì ba bận cho nên ba không đưa con đi chơi được. Bây giờ như vậy đi ha, tuần sau má đưa con đi chơi biển nha. Dạ. À má thấy có chú bán kem đằng kia kìa. Không biết là có đứa nào thích ăn kem không ha. Má mua cho con kem đi, con thích kem lắm. Con ăn kem gì? Con ăn kem sô-cô-la á má. Kem sô-cô-la ha. Dạ đi. Mình đi má. Ninh. Dạ. Áo dài dì mai xong chưa? Chiều nay dì qua dì lấy nghe. À của dì sắp xong rồi. Hay là sáng mai dì qua lấy luôn cho chắc nha. Ừ cũng được. Nói nghe nè, đẹp mới trả tiền nghe. Dạ. Nhà cô Mai lúc nào mà không đẹp. Dì Mai 4-5 năm nay dì cũng biết mà. Nói giỡn thôi. Chứ dì biết tay nghề của vợ con mà. Dạ cảm ơn dì. Thôi con phải về trước. Ở nhà thằng nhỏ đang bệnh. Dạ con đi ra dì. Tính tiền đi con. Cái cậu đó là chủ tiệm may áo dài đồ xóm hả cô? Dạ họ về đây 9-10 năm rồi. Nhà đó có cô vợ khéo tay, các áo dài vừa như in. Chị muốn may á cứ tới đó mà may. Coi vậy chứ khách đông nườm nượp.
Hai vợ chồng nó khá lắm. Cảm ơn chị nha. Tôi về nha. Dạ chào chị ạ. Em cho chị hỏi phòng giám đốc. Dạ chị hẹn trước chưa ạ? Dạ, hẹn trước hả? Thôi được, để chị gọi. Dạ rồi. Dạ. Dạ chị đợi em chút nha. Dạ chị cho em tên ạ. Để có gì em báo cáo lại với sếp. Dạ. Alo, em đang ở sảnh nè. Em tới đây có chuyện gì chứ? Thì muốn gặp anh, lúc nào em cũng phải đợi anh đến. Hôm nay em có chuyện muốn nói. Chẳng phải anh đã nói rõ ràng với em sao? Đây là công ty, đây là chỗ làm việc của anh. Em không có được quyền tới đây. Đây là lần đầu cũng như là lần cuối. Anh không muốn thấy mặt của em ở đây. Anh có bao giờ nghĩ với em không vợ? Có yêu cầu gì cứ nói, nếu hợp lý anh sẽ đáp ứng cho em. Em cũng là phụ nữ mà. Mình bên nhau lâu như vậy rồi, đã đến lúc em cũng phải có danh phận của mình chứ. Cái gì? Danh phận hả? Chẳng phải anh đã nói rõ ràng là chúng ta đã giới hạn ở mức người yêu thôi sao? Người yêu cái gì chứ? Có lúc nào mình được công khai đâu. Lúc nào cũng ở trong bóng tối hết. Em đang nghĩ cái gì vậy? Em đi quá xa rồi đó. Mối quan hệ của chúng ta chỉ giới hạn ở đó thôi. Sao anh lại đối xử với em như vậy? Sao em lại phải chịu thiệt thòi như vậy hả anh? Anh mua nhà, mua xe cho em. Em thiệt thòi ở chỗ nào chứ? Em không cần nhà, em không cần xe. Em chỉ cần anh thôi. Có chuyện này anh muốn nói rõ cho em biết. Nếu em muốn mối quan hệ của chúng ta vừa hơn mức bình thường mà chúng ta vừa bàn, thì tốt hơn hết, chúng ta nên chia tay. Vì anh không thể nào ly hôn với vợ anh được. Anh à, không, không thể nào chia tay được. Em yêu anh nhiều như vậy mà. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh nhiều hơn. Em muốn chăm sóc anh nhiều hơn thôi mà. Anh đừng có giận em nha. Anh, em đi về đi. Anh, cho em ôm anh chút xíu nữa nha. Người ta nhớ anh mà nha. Nè, anh nói về là về đi. Tối anh ghé. Chị Thúy, má bệnh sao vậy chị? Má bệnh hả? Tại tôi đi từ sáng tới giờ tôi cũng không biết gì hết. Mà trước khi tôi đi tôi cũng không nghe má nói là má mệt hay gì hết đâu. Dì Tâm gọi báo tôi phải về gấp. Để tôi vô coi má sao đã. Bác bây giờ á, cái niềm vui là chị thích đi chùa thôi. Già rồi đâu có làm gì nổi đâu. Bác đi chùa là cầu phước cho con cháu sau này. Nè, mà con á, còn trẻ như vậy mà biết đi chùa là tốt lắm đó nha. Dạ. Ngày hôm nay á, mà không gặp con á, chắc là bác cũng còn mệt lắm đó. Má. Ủa, vậy rồi đó hả? Má bị sao vậy má? Có bị sao đâu. Đi chùa tự nhiên cái thấy chóng mặt. Cũng may á, nhờ cô Hương đưa về đó. Dạ. Để tôi giới thiệu với cô nha. Đây á, là con dâu trưởng của tôi. Dạ chào chị. Còn đây á, là con trai kế. Dạ. Còn kia á, là đứa cháu nội. Chào cô đi con. Dạ chào cô. Còn đây á, là cô Hương, con gái của bạn má đó. Dạ em chào anh chị ạ. Cảm ơn em nhiều nha, nhờ em đã đưa má chị về á. Dạ không có gì đâu chị. Chị với bác cứ cảm ơn em hoài. Em ngại lắm chị. Con xin phép má con vô trong. Em ngồi chơi nha. Dạ. Dạ chào cô. Nè, cô Hương á, đi du học bên Nhật mới về. Còn con của bác nè, cũng đã đi du học ở bên Úc á. Hai đứa cùng học về ngành kinh doanh. Nói chuyện với nhau chắc hợp lắm đó. Má. Gì? Con nghe dì Tâm nói má bị bệnh cho nên con phải chạy về liền nè. Má thấy trong người có ổn không đó? Chắc muốn tôi có chuyện gì lắm phải không? Má nói bậy không. Cơm nước tôi đã xong rồi, mời bà, cậu và cô xuống dùng mà. Nè, sẵn bữa ăn cơm với bác luôn nha. Dạ thôi, cho con xin bữa khác đi ạ. Bữa khác là bữa nào? Bữa nay phải ăn cơm với bác. Sẵn tiền để bác cảm ơn luôn đó mà. Đi đi đi. Dạ. Đi xuống ăn con. Dạ. Đi.